và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu, lúc nào cũng tóc là phải mướt bóng bảy cái kiểu, đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống bê đê á cô. Giống bê đê á cô. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Sweet Couple nha. Mời quý vị, chúng ta hãy cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Wow, trời ơi, đẹp quá. Chào đón hai em đến với chương trình. Dạ, em chào. Mời em giới thiệu về mình. Con tên Phạm Hiệu Quỳnh Như, năm nay có 25 tuổi, làm nghề spa. Nào bây giờ mình chào nhau cái nào? Chào chị Vân, chào anh Quốc Tuấn. Mình con là em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên tiếng Anh là Josh. 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 Yeah, Josh. Yeah. Em đến từ đâu? American hay là England? Em là người Úc. Úc. Australia. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi. Em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư về. Kỹ sư. Về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Cái làn da này của em á, là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? À, làn da trước đó là của em nó cũng màu, nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Sau khi mà có chồng á, với lại bên Tây người ta thích da nâu, dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp, còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà anh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Vợ của em á quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very very đẹp. Beautiful. Đẹp quá. Right? Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah. Da đẹp. Da đẹp. Đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á là Như gặp chưa Như có cái làn da nâu nhiều như vậy. When I don't really mind about a girl's skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn đúng không? Bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Dạ. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu? Em ấn tượng gì ở Dũng và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? À, lần đầu tiên con gặp, con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. Mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Yeah, the same luôn á. Gặp cái anh này là bữa đó là con nghe chăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Anh này ảnh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết, chỉ là đứng gần bàn thôi. Thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có địa ảnh nhìn thôi, cũng nhìn ảnh là thấy ảnh hiền quá. Sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á quen với cái anh bạn của anh này, cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi, cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba. Ngày thứ bảy là anh đi về nước. Là buổi trưa con đi uống cà phê. Nó ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn. Ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Vô tình con vừa xuống taxi, gặp ảnh vừa bước xuống là hai người gặp nhau. Mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài thì bình thường không có được đẹp. Hồi mới nhớ trực ra là gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện. Thì ảnh nói là anh chuẩn bị anh về nước. Thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng. Xong rồi ảnh mới xin Facebook của con, và ảnh mới bắt đầu tiếp chuyện nói chuyện. Là, dạ. Con Dũng á, là khi mà Dũng when you meet her, you fall in love. When I first met her, em thấy em nhìn chân chó. Chân chó, ai chân chó? Nhưng mà trời ơi. Đẹp quá. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá. Chân chó rồi. Yeah. I'm more curious about her and I want to get to know her more. But I felt instant attraction straight away.
Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng. Từ khi ảnh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỗi ngày. Nhưng mà với cái mức là bạn bè, tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ. Ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải... Tức là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia kia nọ thôi. Chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không? Cũng biết cái cảm giác thích nhưng mà sợ không dám muốn... đi sâu hơn nữa. Khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? Do you love? You miss her? When you lay farther away from me, do you miss me? Yeah, yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction. And it started to scare me at first, a little bit. Then I didn't fight my feelings and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam, decided to sống in Vietnam. Sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ, lúc đầu anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu nhưng mà sợ phải, tại vì công việc ở bển. Lúc đầu con gặp ảnh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa thấy không có kết quả, sợ phí thời gian. Dũng sợ mất con. Dạ. Chuyển về đây nó làm. Dạ, rồi ảnh cũng âm thầm ảnh chuyển về đây luôn. Anh không hứa với con điều gì hết, chỉ là tâm sự thôi là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Sau 3 tháng là anh về đây. Dạ. Rồi bao lâu thì anh mới bắt đầu tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh? À, sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau. Rồi xong anh về đây được một tuần, anh về bển lại. Về bển lại anh mới bắt đầu là anh nói là anh yêu con, anh muốn là đi sâu hơn nữa. Anh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Con mới nói là mình để nói chuyện từ từ đi. Bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu nhưng mà có cái gì đó cứ sợ cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài. Không tới đâu á. Dạ dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng một tuần. Ảnh mới nói thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đó hồi đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu bạn mà. Không nói chuyện tuần, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin. Cái mối tình kia không tốt thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là tỏ. Dạ dạ. Cho nên 2 tháng sau ảnh qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa. Xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn, mà ảnh về đây mà con không biết luôn. Ảnh về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu, anh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới chính thức tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? Chắc từ sau cái vụ dịch này á cô. Năm gọi là trước khi ảnh qua là tháng 8 tới tháng 12 anh về bển, ảnh ngay trăng Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây. Cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Ảnh nói làm gì mất thời gian rồi này kia. Mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôm á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì hai người mới về sống chung mà con sợ kết hôn nữa. Ở từ từ rồi mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo. Mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con thì con thích đàn ông chững chạc. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông. Con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sao ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình. Cái mình đi thuê nhà đồ cho ảnh vừa đi về mà sao ảnh cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hay chót, vợ em nói rất là nhiều. Mà anh thấy là em nhìn vợ em chậm chậm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói no, không? What's that? You know you speak too much? When I'm talking and then you just look at me. Yeah. Do you understand what I say? Yeah, some bits, chip seal. Chip seal, yeah. Chip seal, wow. Yeah, yeah. Still learning Vietnamese. Hop tiếng Việt, tám tháng rồi. Năm tháng rồi. Tám. Tám tháng. Tám tháng. Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Như không? Khi mà Dũng bỏ gọi là do you feel công việc like ở bên kia. Happy or say when you move over here to live with me? How is your life? At the start, I was a little bit
scared, but I knew as soon as I started talking to her more, every day we were talking, I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ. Với lại gia đình của anh đó, bển cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết. Rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, anh hạnh phúc với cuộc sống bây giờ. Mấy người bạn trai trước của Như á, thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Yeah, just because I've never met, I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me. But her family was very welcoming. Hồi đó giờ anh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu phải không? Dạ. Nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, con không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Tiếng Việt là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu, để ra mắt gia đình á, là anh bắt đầu là anh xin con học tiếng Việt. Anh nói là anh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên anh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, cái nguồn có nào? Cô giáo, cô giáo lại nhà dạy. Sao học tiếng nhưng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khó quá. Khó quá, đó là điện thoại đó. Có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt, nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ rồi. Really? Coi như câu gì? Chảnh chó là biết rồi đúng không? Chảnh chó, em cù bắp. Cù bắp. Em cù bắp. Cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm. Năm rồi. Dạ. Rồi. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Ông có lòi ra tật xấu gì không? Ở nhà cô là quá điệu, con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu. Mà gặp anh này, anh chờ anh còn hơn mình nữa, cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu, lúc nào cũng tóc là phải mướt, bóng, bẫy. Cái kiểu đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá, nó giống bê đê á cô. Giống bê đê á cô. Hiểu không? Dạ. Do you understand? Giống như đang đói quá trời đói, order đồ ăn, cái wrap người ta đợi dưới, cái đi xuống lấy thì mặc đồ ở nhà, mặc áo thun bình thường thôi, đi xuống đi không chịu, vô thay đồ cái xịt nách, xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau cái chuyện đó lúc ban đầu. Vậy đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Công việc nhà thì có chị giúp việc, nhưng mà làm ông này ông cũng khó chịu, nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. Say like, you disagree, cool, you like to clean or anything, but you never do. I do, I clean the house or something. Sao? Xạo. Không xạo. 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 Rồi, còn tật xấu gì nữa không nè? Có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Yeah. Chiều là con nói thiệt là con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với ảnh đó. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á, thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Cũng có mấy chị kia nhắn tin kết bạn đồ với ảnh, còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường, mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó, cho nên hả anh kết bạn con thì con lại không thích. Ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ ảnh không hiểu, nhưng mà người ta nghĩ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình, cho nên ảnh mới chấp nhận. Mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự. Cũng có cãi nhau vấn đề đó. Bây giờ còn không? Dạ không, hết rồi con. Rồi bây giờ tới Dũng. Rồi.
bad things about you, right? Mm-hmm. Kể bằng tiếng Việt luôn. Nói nhiều hả? Em tức giận quý. She get angry. Nhanh. Bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội. Đúng không? Very mà quick, nhanh, nhanh. Mỗi lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Just say anything. Because she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick and I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính ông là như đàn ông vậy đó, còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng 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 lên. Xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Dạ. Rồi còn cái gì nữa? And what's the... Always more 1 hour. Cái buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua 1 hour. Là gì? 1 hour. Mua quần áo nhiều quá. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Online shopping. Trời ơi. Mỗi lần mà cô ấy giận, thường Dũng làm cái gì để cô hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? Leave her alone. I need to leave the house sometimes or just try to be nice or I try to talk you down. Ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống anh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á thì là anh phải đi ra chỗ khác. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận à? Có, lúc đầu anh hay chọc ghẹo là anh hay làm trò làm này làm kia, nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười rồi làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me feel happy, like smiling when I'm angry, your face do it. No, like you do, you like you. You do something like that. No. What do I do? I don't even know my face. Còn tật xấu gì nữa không? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. Thay đổi nhanh. Sáng nóng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi đó là học rất là nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. Con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận, phải suy nghĩ cái đó. Còn con muốn Dũng thay đổi gì không? Bớt cà gỡn lại cô. Tức là phải chững chạc lên, gentleman lên hả? Là không có baby nữa à? Dạ, với lại không có play game much. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to change, like, not play game much. Rồi cái kia nữa. And but like not bd to not like bd bd not bd. Cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha. Dễ thương quá, hai người quá dễ thương. Xin cảm ơn các em đã đến với chương trình. Thank you very much. Như nãy ông kêu Dũng làm vụ bd. You do bd like this one more time. Oh yeah. Cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng khắp phố vậy, tỏa sáng bừng khắp phố vậy. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Mời em. Dạ. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quốc Thuận ạ. Chào em. Bữa nay anh mới được gặp em ở ngoài đời nè. Dạ, em cảm ơn. Đây là một diễn viên mà anh cũng rất là ngưỡng mộ khi mà xem phim em đóng. Rồi, xin chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Ơ quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? Dạ. Nhưng mà không sao, nhìn em coi như là 26 tuổi vẫn tin. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau. Là vợ em cứ nhớ mãi như thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ.
Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Hôm nay anh ít xem Linh Sơn đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Vâng. Sơn ơi, em có thể giúp cho anh bí quyết để làm sao cho cái giọng hai của anh nó teo là được không Sơn? Hãy về đội của em. Về đội của em nha. Vâng. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em đừng cứ dơ ra nữa, em đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi em hãy mạnh dạn em khoe ra. Nó nhìn cũng được mà. Đó. Để Sơn thương. Đó, chị che luôn nè. Thôi, bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau, và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? Dạ. Thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Thì là một ngày là tụi em quen nhau là qua một cái gọi là ứng dụng hẹn hò anh. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt, thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em không có biết anh là diễn viên. Thì em chỉ thấy em bảo là ủa sao ai nhìn quen quen. Thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen quen. Cái thôi em thả tim thử. Thì bạn em nó chỉ cho em là nếu mà thích ai á thì thả tim. Dạ, xong em nhấn em thả tim thì tự nhiên thấy anh trả lời. Dạ. Chắc đang chờ gì đây nè. Nhưng mà lúc mà Sơn nhận được cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Tại vì em thấy là ôi sao cô gái này nhìn trông rất là dễ thương. Lúc mà em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Dạ, tại vì cái ứng dụng đó nó là giống như là tụi em kêu là để trong khoảng cách bao nhiêu thì mình có thể gặp được nhau. Thì em mới để là thôi 10 cây đi thì có thể gặp được, chứ xa quá thì chắc không gặp được. Cái xong em để 10 cây thì anh ở trong đúng 10 cây luôn. Hồi đó là em ở bên Tân Bình, ở gần sân bay á, còn anh là ở bên quận 7 thì là đúng 10 cây luôn là em gặp. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh ở ngoài đời á là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Linh Sơn. Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là chưa. Nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Em thì cái lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á, là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả, đứng xa xa á, có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao, xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời, em nói tỏa sáng luôn. Tỏa sáng đúng trời, rồi đây nè. Đó, vừa gặp em một cái là thấy em tỏa sáng lên một cái. Không anh, nhưng mà về sau này mới thú nhận với em, kêu là hồi đó ban đầu là coi hình em ở trên mạng á là thấy đẹp, nhưng mà thấy nghi em. Bảo ủa nghi là nghi gì, kêu là sao chồng trai hả? Thấy chân dài quá mình kêu không là... biết là con trai hay con gái, đúng không? Nghi hay chưa, anh đoán ghê. Dạ đúng rồi. Kêu là không, tại vì anh kêu là tại vì anh cũng có quen một vài người bạn á, là kiểu người chuyển giới, kêu là đẹp, xong rồi kêu là thấy em cao rồi dáng cao rồi vậy em đẹp cao, kêu quá có khi là sợ rồi. Kêu có khi nào là người chuyển giới không, cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi, thì nên là em kiểu giống như là em là sao ta, em kiểu nó thẳng, cưng nó thẳng. Em cũng không kiểu giống như em kêu là em cũng không thích quen trai Bắc nữa, kiểu dạng vậy. Tại vì thật ra thì trước đó em quen thì kiểu em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách, hơi nói chung là em không thích lắm. Lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng nam nha anh, nói giọng nam rặc luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu. Thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh, lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặc luôn, là em ấn tượng luôn nha. Sơn nói thử đi Sơn, giờ chuyển nói tiếng Nam đi Sơn. Sơn nói tiếng Nam luôn, nói với chị với anh Thuận nói tiếng Nam luôn đi Sơn. Dạ em sợ. Ủa em sợ hả? Quỷ sứ. Cuối cùng là sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau? Sau cái buổi hẹn đầu tiên đó. Cũng chắc cỡ một tuần thôi. Có những cặp đó. Trời ơi, sau cái lần đó là lâu lắm kìa, tụi em mới là hẹn hò, chính thức hẹn hò đó. Dạ. Là,
Trời ơi, cũng 3 ngày á mà tụi dạ. Dạ. Còn đây là một tuần, còn đây là tới một tuần không, á không, thì mới chính thức yêu nhau. Dạ. Ừ. Rồi nhưng mà nó nghe nè, ảnh có đưa em về ra về nhà nước ngoài Bắc mà ra mắt gia đình. Mẹ chồng cũng lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại đứng hình luôn. Đứng hình luôn. Đứng hình luôn à. Tại vì về sau này em hỏi anh Sơn thì mới biết là tại vì ban đầu á mẹ nghĩ là cái gu của anh Sơn á, tại vì anh Sơn chưa có dắt ai về nhà ra mắt hết. Thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì cứ nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền rồi kiểu nhìn lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá xong rồi phải nói là chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á. Nhà Sơn là có phong kiến không? Tức là ba mẹ dạ, có đòi dạ, không ạ, nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái. Nhưng mà thực ra thì với Linh thì cái phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính. Nên là nhìn ở ngoài trông ăn chơi phết đấy. Nhưng mà thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi. Ừ. Không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó thì ba mẹ của Sơn dạ. có ý kiến gì không? Bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao hơi, là cũng hơi hốt hoảng đúng xíu rồi đó. Đúng rồi vâng. nhưng mà bà có thiện cảm dạ. Rồi thì ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra. Ừ. Cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, rồi nấu ăn Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Em nấu món vâng. Bắc luôn hả? Dạ, tại vì nhà em là cũng là Bắc Nam Tư á anh. Dạ, nhà em cũng là Bắc Nam Tư. Sơn em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Thì mình suy nghĩ, mình cũng tò mò, mình muốn biết. Cái xong anh Sơn, anh cũng nói thật với em. Anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè: Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Khoe ra thịt. Kính dạ. rồi đó mà vẫn còn dạ. lời. Và kiểu nói bằng giọng Bắc á anh. Trời ơi, em nghe sao em đứng hình luôn. Nhưng mà dạ. bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu. Là em biết anh là diễn viên. Dạ. Thật ra là anh rất là bất ngờ khi mà anh gặp Sơn và trong một cái tình trạng là đã có vợ rồi á. Dạ. Anh vẫn nghĩ em là độc thân á. Vâng. Thì cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp được không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là khi em với Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc ấy thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Vậy tụi em cưới nhau là được 2 năm. Dạ, đúng rồi ạ. Dạ. Đúng không? 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Mà thế này này, đó, có là lúc mà khi mà hai đứa quen nhau thì cái tình cảm cũng rất là gắn kết nhưng mà chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Thì em có một bác là chị của mẹ em thì cũng cùng với Linh về quê của Linh, là nhà của Linh để chơi, thì bác mới bảo là thôi cho hai đứa nó cưới nhau sớm đi. Đó, thì mặc dù lúc đó thì tụi em cũng chưa có ý định cứ yêu nhau đã đó, nhưng mà cuối cùng thì bác cũng bảo là đã kết nhau rồi thì lấy nhau đi cho nó gọi là bền chặt. Thì đúng lúc mà khi mà vừa lấy nhau một thời gian xong thì Covid đến. Đấy, nên là đó là vâng, thì đó là một cái thời điểm em nghĩ là nó rất là phù hợp cho cả hai đứa để cùng nhau là nắm tay vượt qua Covid. Chưa bây giờ Covid xong rồi mà mới cưới thì nhiều khi mọi thứ nó cũng khá là phức tạp đấy. Vâng. Tức là hai đứa dạ. kịp làm đám cưới trước dạ. Covid đúng không? Dạ. Vâng. Sơn là rất là hiền. Dạ. Vậy thì Sơn có những tật xấu nào không em? Thật ra thì chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm đó. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Em thì nhiều khi em chỉ kiểu nói chung em chăm lo gia đình không bằng ảnh đâu. Dạ, em thì nên là ảnh nói chung là ở trong gia đình thì hai vợ chồng cũng chia sẻ công việc với nhau, công việc nhà á thì ảnh cũng chia sẻ hết với em, giống như khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết. Lạc đề dạ. đó. Không không, cái đây là tính tốt. Đây này ta đang nói đó, môn nào cũng hay cũng giỏi đó, có cái môn văn là không biết hay hay dở tại vì bị lạc đề đó. Lạc đề. Ta đang hỏi tật xấu thì đó. Đi cứ khen tật xấu. Tốt không, không có kể tật xấu. Thật mà tốt á, cái đó là thật tốt nha. Dạ. Rồi bây giờ nè, có bề bộn không? Hay là kỹ tính mà kỹ tính quá mức? Đó.
Anh chỉ hơi càm ràm thôi chứ. Càm ràm. Dạ. Hơi càm ràm em thôi. Tại sao lại càm ràm em? Tại sao lại càm ràm? Ừ đó, đó. Không có chữ tại sao. Nó phải có tại sao. Lại càm ràm vậy? Càm ràm tại sao? Tại vì thật xấu của em. Rồi chúng đã thôi. Đó. Bây giờ mới lòi ra càm ràm là do cái thật xấu của em. Dạ. Đó. Mê thì, mê đáp anh hơn mê vợ. Không nè. Em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao rồi kiểu vận động rồi các khi nhiều khi mà em kêu giống như là anh thì kiểu từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn, rất là đam mê luôn. Mà xong từ khi cưới vợ rồi á, xong rồi cứ cái gì cũng cứ kéo vợ theo, mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là anh là về cái đó là đam mê của anh. Còn em ví dụ như em tập chỉ là em cố gắng hoặc là em kiểu giống như là tập vậy thôi, ráng còn thôi. Ráng thôi, mình ráng thôi chứ. Tập lắm đúng không? Dạ đúng rồi, nên là kiểu nhiều khi cứ kéo em theo á, nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi đi làm cây. Đi làm giờ tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ về mệt. Đam mê của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, hai cái tật xấu. Yeah. Ram ram là một này. Áp đặt đam mê của mình lên người khác. Dạ, yeah, xong rồi nếu còn mà nếu mà không theo á là kiểu khó chịu giận. Xong kêu dạ giận xong rồi kêu là tại vì vợ không quyết tâm thôi, vợ quyết tâm thì vợ làm được. Nhưng mà mình vấn đề là mình không thích nói xấu người khác ngay mặt. Không thấy sợ không? Không có nói sau lưng mà nói xấu người khác ngay mặt. Nó lòi ra đó. Đó. Còn bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Lãng mạn không? Lãng mạn hả anh? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy không? Không có được lãng mạn cho lắm. Dạ. Mà mỗi lần vợ giận á, thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? À, mỗi lần mà giận thì giống như tức là hai đứa giận thôi. Em giận anh có làm quề không? Em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị, mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy kiểu không có ấy gì hết, đi mất tiêu luôn. Trời ơi, em tức dễ sợ. Thà quá mà có sao nói gì. Dạ, đúng rồi. Đi đi là đi luôn. Đi mất tiêu luôn. Ông không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn, em không có để bụng. Tự xả luôn vậy đó. Kiểu giống như thấy hoài không làm hòa là tự mình ra mình làm hòa trước à. Ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Kêu chứ, ủa sao chồng mình đẹp trai vậy? Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi, quay qua ôm cái vậy. Hết giận luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Hòa luôn. Dạ, nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà chiến ngưỡng dung đen ra. Cái tự bà hết giận. Dạ. Bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ vợ đó kìa, đó bây giờ tấn công đó. Xa tay nè, xây ra cám này. Đó cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Cho nên là càm ràm. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn. Và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào và cùng với vợ thì lại khá là bừa bộn. Đó là còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để đúng ở đâu rồi. Đó thì nhiều khi thì hai vợ chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em cầm ràm thôi đúng không, làm cảnh sát trưởng đấy ạ. Đó, bừa bộn nữa đi em. Rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy thì từ không có chịu, đúng rồi, không chịu giữ sức khỏe, lười tập thể thao thể dục. Cũng không hẳn là quá lười, nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ, đúng không? Vâng, chị đang biện hộ cho em đó. Vâng, hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp có thôi. Sao là gu của mình và gu của người khác? Không phải đâu chị, nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang. Thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia, nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á,
nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại hoài. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời ơi, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mặc áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Và rồi sáng đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Thì đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Chuyên gia về sức khỏe. Uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là không nhiều lắm nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ là một cái cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn mà... là sống với nhau đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Đó, đi, bây giờ chồng cứ khỏe mãi đó rồi đấy đó. Đến cuối đời vợ lại không đó. Không còn còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay chưa? Hay. Rồi, bây giờ tới em. Dạ. Nói chung là chồng em thì có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa nhưng mà tính rất là thật thà và rất là tin người luôn chị. Nhiều khi cái lòng tốt của ảnh á mà ảnh không có nhận ra bị người khác lợi dụng, tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi, tức là muốn ảnh sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn là ảnh phải tỉnh táo hơn với trong lại, cái việc đó đúng dạ, không? Với lại phải suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn tại vì nhiều khi ảnh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại nè, kế cận cũng đang cần đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã rồi mình hẳn lo cho đúng bên ngoài. Đúng đúng đó sư ơi. Nhưng mà các em bây giờ là đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ đúng rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Giờ chị thấy về nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ chồng thiệt rồi. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Trước tiên đó chính là, và món quà thứ tư đó chính là bộ ba sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa KR. Vanessa KR là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho phụ nữ một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt, che phủ toàn diện, chống nắng tối đa, kháng nước cực đỉnh, an toàn với mọi loại da, tiết kiệm thời gian và chi phí. Vanessa KR, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Và món quà thứ hai, đó chính là một bộ sản phẩm nước uống ion kiềm cao cấp thương hiệu Fujiwa. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ từ Nhật Bản. Fujiwa không đơn giản chỉ là nước, mà là loại nước uống tốt, có lợi cho sức khỏe, giúp cân bằng pH, bổ sung vi khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Nước ion kiềm Fujiwa có thể sử dụng hàng ngày cho mọi đối tượng. Và món quà thứ ba đó chính là mắm ruốc có gia vị cao cấp Trí Hải 360g, tăng thêm trọng lượng, giá không đổi với thành phần 80% ruốc tươi, tạo nên những món ăn ngon trong gia đình như kho măng nước cốt dừa, cơm chiên hải sản mắm ruốc, lẩu mắm ruốc, nêm trong bún riêu, bún mọc, bún măng gà, đánh bún. Mắm ruốc Trí Hải ăn vào nhớ mãi. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi và một cặp vé xem kịch tại sân khấu chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý, mời các bạn đấu lưng lại với nhau. Đấu lưng lại. Dựa vào nhau. Và nghe kỹ câu hỏi của tôi nhé. Em dịch tiếng Anh giọng luôn nha. Lần giận nhau lâu nhất của hai người là bao nhiêu lâu? Xong rồi, mời Linh Sơn quay ra. Hai vợ chồng bạn giận lâu nhất là bao lâu? Một ngày. Hay quá. Rồi, mời hai vợ chồng Dũng quay ra. Quay ra. 8 tiếng, 8 tháng. 8 tháng. Một lần giận nhau tới 8 tháng rồi. 8 tháng. Lâu lắm mà nghe. Như vậy với kết quả vừa rồi, thì mời hai vợ chồng Linh Sơn chọn đi. Được. Màu nào đây, màu nào. Vàng ạ. Rồi, đứng yên đó. Đừng màu vàng, bên, đứng đó. Bên Dũng mà nhận được mắm là tính. Dũng biết ăn mắm chưa? Trời cô ơi, anh Dũng là người Việt Nam chính gốc. Mời hai vợ chồng chọn đi màu nào.
Biến Màu xanh, màu xanh. Màu xanh, màu xanh. Ok. Lên đi em, lên đi mấy cưng. Đó. Hưng và chị Vân sẽ mở trước nha. 2, 3. Em khoan mở. Rồi, có nước uống luôn. Đó, ăn, có nước ăn uống mắm luôn. Xong rồi có nước uống luôn. Quý vị có mắm không? Không, nước uống. Rồi, như vậy mắm sẽ thuộc vào tay ai? Một bên sẽ là cước chùi nồi và một bên sẽ là mắm. Không biết ai nhận mắm, ai nhận cước. Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở. Mở. Yeah. Wow. Wow. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Rồi, chúc mừng hai vợ chồng Linh Sơn đã nhận được phần quà. Đó chính là mắm ruốc có gia vị cao cấp Trí Hải 360g. Và chúc mừng hai vợ chồng của Dũng và Như đã nhận được một phần quà rất đặc biệt. Đó chính là một cặp vé xem kịch tại sân khấu chị Hồng Vân và miếng cước chùi nồi. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son của tuần này đã hết. Thay mặt các cặp vợ chồng son, Quốc Thường xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong tuần sau. Chúng ta sẽ hẹn gặp vào nhau lúc 22 giờ mỗi tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.